Fenty Trần Văn Tài là nam ca sĩ những năm gần đây đang nhận về nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Với bước đường nghệ thuật sạch đi lên bằng thực lực, Fenty đã chiếm được tình cảm của nhiều người. Nam ca sĩ Fenty tên thật Trần Văn Tài sinh năm 1997. Anh chàng được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh một soái ca đã tham gia những dự án âm nhạc và game show như The Debut, Giọng ca bất bại, Giọng ca bí ẩn. Khi sở hữu giọng hát được đánh giá là lạ và chất khi anh tung ra các bài hát solo trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì khi tham gia show Sống Còn Vote for Fire thì Fenty mới bứt phá trở thành cái tên được nhiều người biết đến. Vote for Fire cũng là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam. Với ngoại hình và tính cách đáng yêu cùng giọng hát được các mentor nhận xét, chỉ cần cất lên là biết Fenty. Giọng ca Gen Z này hoàn toàn chinh phục khán giả với giọng ca mang sắc màu khác biệt của mình. Trần Văn Tài đã có những chia sẻ về con đường âm nhạc của mình khi chọn dừng lại một khoảng thời gian ngắn để định hướng cho mình trong năm 2022, là một nghệ sĩ đa tài khi là người sáng tác, ca hát, diễn viên và người mẫu ảnh. Với sự quay trở lại đầy năng lượng trong năm 2022, nam ca sĩ chia sẻ thêm, anh hy vọng sẽ truyền tải một năng lượng tích cực nhất đến với người hâm mộ của mình, nên nhiều khi anh đặt hết tâm trạng vào bài hát khiến cảm giác vui buồn hoàn toàn rõ ràng qua mỗi câu hát. Có những khi để lấy cảm xúc cho mình, thậm chí cảm xúc đỉnh điểm nhất là phải rơi nước mắt để tìm được ý tưởng cho câu hát hay nhất. Một người nghệ sĩ đa năng là đích đến của Fenty trong hạn mức thời gian cho phép mình đi đến một thành công là một năm. Điều này thôi thúc Tài chạy với tốc lực 200% để đi đến điều mình muốn. Nhiều lúc chính anh còn phải ngưỡng mộ chính mình vì sao lại đưa mình vào mức khó. Nhưng tuổi trẻ không cho mình thử thách thì bao giờ mới có được thành công. Sau thời gian đại dịch thì chính bản thân Fenty cũng cảm thấy các công việc của mình phải đa năng hơn. Nên Fenty muốn những bạn trẻ hãy tận dụng cơ hội đến với mình chứ không nên ngồi một chỗ chờ cơ hội đến. Nam ca sĩ cũng đang ấp ủ dự án âm nhạc mới do chính mình sáng tác sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Được biết Trần Văn Tài từng xuất hiện trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai mùa 3. Anh từng khiến Hòa Minzy tan nát cõi lòng khi lỡ tay loại đi dù sở hữu giọng cao quá hay. Anh được Trấn Thành nhận xét là có chất giọng la giữa Đức Phúc và Eric và khuyên hãy theo con đường ca hát. Dành lời khuyên cho chính bản thân và bạn bè cùng trang lứa, sống là không chờ đợi, đừng để thanh xuân đi qua rồi mới hối tiếc. Khi nhìn lại lúc đó sao mình không thử thách, nên Fenty cam đoan sẽ đột phá trong khả năng. Năm 2022 sau chương trình, Fenty đã khuấy đảo Vpop bằng một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn của anh mang tên Em Thích Nuôi Mèo Không. Em Có Thích Nuôi Mèo Không là sản phẩm âm nhạc được chính Fenty sáng tác và ấp ủ từ lâu. Ca khúc viết về những cảm xúc về mối tình đầu dễ thương của một chàng trai thích nuôi mèo với nhiều mơ mộng về tương lai tươi sáng và hạnh phúc bên người yêu của mình. Chia sẻ về thông điệp muốn truyền tải qua dự án lần này, nam ca sĩ nói, mình muốn âm nhạc phải xuất hiện từ những điều đơn giản và gần gũi nhất từ sở thích của bạn. Là một trong những tân binh Vpop, khi được hỏi về việc có lo lắng khi làng nhạc Việt Nam cũng đang chào đón sự xuất hiện của những tài năng âm nhạc trẻ trong thời gian vừa qua, nam ca sĩ 97 chia sẻ, thật sự thì mình rất lo lắng vì là một gương mặt mới, nên trong mỗi sản phẩm Fenty đều rất chăm chút để mang đến khán giả những sản phẩm tốt nhất. Lo lắng là điều không thể tránh khỏi, nhưng càng như thế mình mới có động lực chiến đấu. Fenty chia sẻ thêm, anh muốn mình truyền một năng lượng tích cực nhất cho fan hâm mộ của mình khi sáng tác, nên nhiều khi anh đặt hết tâm trạng vào ca khúc, khiến cảm giác vui buồn hoàn toàn rõ ràng trong từng câu hát. Nhiều lúc để lấy cảm xúc cho mình mà lúc cảm xúc đỉnh điểm nhất là mình phải rơi nước mắt để tìm được ý tưởng cho câu hát hay nhất. Dành lời khuyên cho chính bản thân và các bạn cùng trang lứa, sống là không chờ đợi, đừng để thanh xuân đi qua rồi mình phải hối tiếc khi nhìn lại lúc đó sao mình không thử thách, nên Fenty cam đoan sẽ đột phá trong khả năng. Cũng phải nói thêm về khoảng thời gian khi Fenty đầu quân về một công ty quản lý talent rồi dừng lại đã làm cho Fenty bị chơi vơi thời gian dài vì mình không biết phải bắt đầu lại từ điểm nào. Nhưng nhờ sự động viên của fan và bạn bè nên Fenty đã chứng minh được mình không được dừng lại. Tuổi trẻ là sống không chờ đợi, vậy tại sao mình không đi tiếp?